Vô nè. Có ai hả? Cái đèn này 300W nè, của ai đây? Tôi chờ ông nêu qua, ông nêu có đem vô không đó. Qua cứ chèo uống cơm á. Uống mấy cái đèn ở mộ chú là đâu phải của gì hết trơn. Anh Ngọc coi. Cái này chỉ có anh Ngọc anh mới biết thôi. Anh Ngọc đâu rồi ta? Có biến rồi. Hôm qua em ở đây mấy giờ? Tới chiều mà sao em không biết hai hai đèn? Chị thấy ông cúng cơm thôi à. Bà vợ, vợ. Ủa cái đèn này ai thay anh? Dạ, con chào cô. Dạ, con chào đại gia đình mình ha. Chào cô mấy chú. Ông nữa kìa. Quên lắm. À, có ông nữa. Cô đó không? Anh chưa biết. Wow, có cụ ông nữa. Dạ, con chào ông. Có đem vô mấy anh em hỗ trợ cho cô đặng hồi cô cúng á, để đem lên cho cô cúng. Dạ. Cô bảo sẵn. Dạ, con chào ông ha. Dạ, con chào ông. Vậy ông có đến đây một lần không? Có đến rồi. Dạ. À, ông đến đây rồi. Dạ. À, lúc còn rạp. Wow, em nhớ dài quá ha. Dạ. À, vậy là lúc ông đến đây là chưa có cặp rồng này luôn. Dạ. Alo. Alo. Ở nhà ông có hay xem ở trên mộ không ông? Dạ. Dạ, xem thường xuyên luôn ha. Con nghĩ là năm nay là ông chắc hơn là 80 ha ông? Nói lại coi. À, ông ở 90. Ông ở 90. Đúng rồi. Nói lại coi. Dạ. Alo. Ông 95 tuổi ha, quý chú chị. À, ông năm nay là 95 tuổi. Đúng rồi. Là còn năm mùa xuân nữa là ông tròn 100.
À, ông xá rồi. Dạ. Ông ơi mình ngồi ghế không? Đó, ông có cái đó, ông có cái ghế xịn sò chưa? Cái ghế là giống cái vỏ sách đó ha. À, vừa là túi. Dạ. Trời ơi. Vừa là cái túi sách mà vừa là cái ghế luôn. Rồng xanh đó ông. Cặp rồng xanh trắng dữ màu chú Vũ Linh đó. Dạ con không biết. Nhưng mà con nghĩ nó khi mà được để ở đây là nó sẽ gọi là vô giá rồi ông ơi. Có người chăm sóc thường xuyên chứ không bông nó tàn. Dạ. Có người chăm sóc, người tưới nước. Dạ. Mình ở Sài Gòn ha, đâu không? Ở Sài Gòn. Dạ. Ở quận mấy ông? Ở bến xe miền Đông. Dạ. Bến xe miền Đông. Dạ. Cái gạch từ lót bao lâu rồi? Dạ. Con cái gạch từ lót bao lâu? Mới là mới lót đây à? Sao mấy tháng này sau khi làm cái mộ này xong rồi là mới lót. Cái này lót gì? Em đang ghi hình đó chị. Cái này lát cái gì chị gọi lại nha. Cái này á là bên Hoa Duy Chiều. Hoa Duy Chiều. Dạ, Hoa Duy Chiều. Ai chị? Đây. Dạ. Ồ. Còn cái lối trong đây á là Hoa Duy Hồng Chiều ha. Dạ. Nói trong đây là Hoa Duy. Có vậy không? Cũng đang ghi hình luôn á. Cái này không có liên quan đến à, đếm đuôi cho nè. Cụ bên đây cụ chơi chín chín rồi. Trời ơi coi kìa. 95 luôn hả? Trời đất ơi, mình đón tay làm hết 5 tuổi. Trời ơi. Ôi cụ còn cười vui quá rồi coi chú. Coi cái ông vợ ông nhặt rác kìa. Tôi thấy mỗi bữa có người cúng có cái bàn tròn đây là cái bàn cũng qua dân nha các bạn. Dạ cái bàn hồi mùa trước tụi con đây mua cúng rồi chú á ông. Hả? Hai cái bàn đó là tụi con mua cúng rồi chú. Vậy hả? Dạ. Rồi bình thường là dẹp đâu? Đó, để bên ngoài đó không? Dạ, khi nào cúng mình lấy ra. Vậy. Dạ. À, vậy 15 vậy là ông hay coi kênh lắm ha, hay coi á. Dạ. Khi nào mà mình cúng lớn á ông thì bên Hoa Duyên họ sẽ đem hai cái bàn lớn hơn. Còn ở đây thì tụi con có hai cái bàn 1m2. Chị thấy có bàn tròn mà không biết của Hoa Duyên hay là của nhà của Hồng Loan. Dạ, cái bàn đó thì là của mấy anh em mua. Dạ. Hồi lúc mà gần tới ngày thứ 100 đó ông. Cái tụi con mua để mình làm cái ngày 100 cho chú á. Rồi mua trước hai cái bàn là mua trước ngày 100. Rồi đến ngày 100 á thì bên chị Hồng Loan là hình như Hoa Duyên họ gửi thêm mấy cái bàn nữa để hỗ trợ. Nhưng mà để bên ngoài chứ không phải để bên trong. Dạ. Sau đó thì sao? Sau đó thì sử dụng tới bây giờ luôn. Từ sau giờ đó thì Hoa Duyên lấy lại. Hoa Duyên đâu để đây đâu. Không, cái bàn mình là mình sử dụng tới bây giờ. À, hồi trước ngày mà 100 thì cái bàn bị sự cố, bị khán giả ở Việt Kiều đến đây là cúng đèn ban đêm nè, rồi để đây rồi thắp cháy luôn cái bàn luôn. Nhưng mà cái hai cái bàn nó cũng có sự tích đó không? Sao? Trong cái ngày thứ 100 á mà buổi tối thì có những cái vị khách ẩn danh đến ban đêm á không, rồi thắp những cái ngọn nến ở trên cái bàn á đó, mà ở dưới nến đó là có những cái hình bông sen mà bằng giấy đó không, thì khi mà khán giả đốt xong bắt đầu đi về, còn hai cái bàn là vẫn còn cháy đèn. Khi mà sáng tụi con vô đây lúc 4 giờ sáng thì thấy hai cái bàn nó cháy đen luôn.
hai cái bằng cháy đen luôn. Đúng rồi, nó cháy đen húi hùi lùi luôn. Rồi khi mà nó nhiễu cái sáp xuống cái nền á, mà lúc đó cái nền á mình á là trải thảm đó không? Là muốn cháy luôn mấy tấm thảm luôn. Dạ. À, cái sự tích của cái bàn nó là vậy đâu. Rồi khi mà cái bàn nó cháy thì nó cháy cái độ nóng của nó làm cái bàn mình nó thùng thình chứ nó không bằng như ban đầu nữa. Đúng rồi. Dạ. Bị độ co giãn. Đúng rồi. Của độ nóng. Nó giãn ra. Để tôi nước bóng như cái vụ này tôi. Đi con. Dạ. Nước bóng cái vụ thẳng ra. Ờ, con nghĩ năm nay là ông 95 tuổi thì ông cũng có chắc là có cháu chắc luôn rồi ha. Cháu cố. Cháu cố. Cháu cố đồng lắm. Dạ. Cháu cố đồng lắm. Thương. Ồ, cụ Phương còn ngon quá ha. Mấy cái dù kia. Anh em ở anh về dưới nha. Dạ rồi, thôi tụi em cảm ơn anh đã ghé viếng mộ chú Du Linh ha. Bye bye anh Kỳ Phong. Dạ. Cái dù này là để luôn đây về hoài ngày đêm hả? Dạ đúng rồi, cái dù này nó cũng có cái sự tích đó. Cái gì cũng có sự tích không? Sự tích sao? À, sự tích là trước khi mà sau khi mà dở rạp đó không? Cái dù này thì cái bàn của chú nó rất là nắng luôn. Ừ. Thì khi mà nắng vậy thì cô Năm La cô Năm Loan cô thấy sót quá. Cái cô mới lén cô đem cái dù này vô. Rồi cô xin ban quản lý qua viên. À, cái người ta đồng ý, người ta cho him tặng hai cái cục đá lót, ông thấy không? Cái bàn này. Cái bàn đó là cũng có sự tích luôn đó không? Vậy nữa, cái nào dạ. Cũng có tích của nó hết hả? Dạ, sau khi mà chú được an táng tại Hoa Viên nè, cái bên Hoa Viên quyết định là tặng luôn cái bàn đá. Là trong Hoa Viên này chưa có cái mộ nào có cái bàn đá này luôn đó không? Cái bàn này bàn của Hoa Viên. Dạ. Chị Hoa Viên thấy khác thường hơn nhiều. Dạ đúng rồi, cho nên rất là đặc biệt ha. Bởi vì ông ngồi tới chiều là con kể cho ông nhiều từ sự tích lắm á, cái nào cũng có sự tích của nó hết. Kể sự dạ. Tích về con công đi 15. Con này con hạt. Con hạt này là cũng có sự tích đó ông. Sự tích luôn không? À. Tức là con hạt này là sáng tụi con vào phát hiện tự nhiên ở đây có hai con hạt đứng sừng sững đây, thì tụi con tìm hiểu là con hạt này được mang vào ban đêm. Dạ. Có cái này tôi muốn hỏi nè. Dạ. Là có lúc tôi mở YouTube tôi coi đó. Dạ. Thì có người muốn biết rằng cái cô Hồng Ngọc cái gì đó. Dạ. Phải cô Hồng Ngọc không? Dạ đúng. Là cái người mà tặng cái này nè. Dạ. Tặng cặp rồng, dạ. Lục bình. Mà không có lộ diện. Dạ đúng rồi. Rồi tới bây giờ có lộ diện không? Dạ không. Dạ không. Cô không biết là ai hả? Dạ đúng rồi. Chỉ biết tên vậy thôi hả? Chỉ biết tên, biết giọng nói nhưng mà không biết mặt. À, nói chung thì cái đợt lùm xùm đó thì cô Hồng Ngọc có gọi điện cho cô Loan nói chuyện trực tiếp ha. Dạ thì đã im xuôi hả ông ha. Có khi dạ. Cái cô đó có lên giết mộ rồi mà mình cũng dạ, đúng rồi. Đúng rồi mình dạ. giấu ẩn cho ảnh. Dạ. Danh thì không ẩn nhưng mà rồi ông còn cái gì mà muốn hỏi tụi con không? Thì nhớ tới đâu rồi. Nhớ tới đâu rồi. Ở nhà là theo dõi suốt tụi con. Ở mộ chú là cái gì nó cũng có cái sự tích hết đó ông. Mà tụi con giống như là người mấy cái mộ khác. Dạ. Tụi con là những cái nhân chứng ở đây. Tại vì mình quay mình xuyên suốt ở đây nào. Ở trong cái khu này có cái mộ của ông tên Ngộ hay tên gì đó. Dạ, Dương Văn Ngộ nằm bên kia cái ông. Dạ. Ngoài đầu đường. Chuyên môn giết thơ. Giết thư hư tai xuyên thế kỷ. Giết thơ. Dạ. Hư tai. Dạ. Có duyên. Có kỳ đó không? Hồi năm nào tôi cũng có tới nhờ ông giết một cái. Nhờ ông dịch ra. Dạ. Dịch một cái thơ. Dạ. Lâu lắm mấy chục năm rồi. Dạ. Thấy nghèo quá. Dạ. Tới đời bây giờ cũng vẫn còn nghèo luôn. Thấy ở ngoài dạ. Vô có cái hình động theo. Dạ đúng rồi. Mộ của ông cũng kế bên đây à. Cách chừng mấy chục mét à. Dạ. À, mộ của ông thì cũng rất là đặc biệt phải không? À, được tặng 100% huyệt mộ luôn. Wow. Dạ. Hoa Viên nó tặng. Hoa Viên tặng hết. Dạ tặng hết. Cả huyệt lẫn mộ luôn. Dạ. Chứ hồi này ta tặng cái lỗ mộ thôi. Cái lỗ mộ thôi. Tại vì... Tặng cái nấm mộ. Tại vì ông bác Dương Văn Ngộ là một người phải nói là rất là đặc biệt. Dạ, đúng rồi.
cho nên được ưu ái. Có rồi, nghe nói người cuối là tôi biết ông lâu lắm. Dạ. Tôi biết ông lâu lắm, bởi vì lúc trước cũng lại mua điện thường đó. Dạ. Hãy gặp ông. À, có gặp ông. Dạ. Hôm nay là quá là bất ngờ mà con cũng là khách đến rất là thường xuyên và đông. Ha. Dạ. À, không ghi hình, không vậy là lần này là mình đến là lần thứ hai ha không? Dạ. Dạ. Đến lần thứ hai nhưng mà con tôi đến nhiều lần lắm, con tôi đến năm mấy lần rồi. Dạ. Bởi vì con tôi là bạn với Vũ Linh. Dạ. Thì ra là vậy. Vậy là phải nó quá quý luôn. Quen ở Vũ Linh lâu lắm. Dạ. Nó lên nhà Vũ Linh chơi còn mấy chục lần nữa. Trời ơi. Vậy là vậy là cô nào hả hả ông? Đâu cái người nào đâu coi ông. Cái cô mặc áo trắng hả ông? Phải không? Cô này là. Dạ con chào cô. Cô hơi ngại. Dạ. Phải nói dạ thì chỉ cũng khoảng 2 tuần lên, 2 tuần lên một lần. Dạ. Rồi thôi tụi con cảm ơn ông nhiều ha. Tụi con chúc ông dạ, tụi con chúc ông với lại gia đình luôn được nhiều sức khỏe ha. Dạ. Dạ. Con chào ông ha. Rồi hơi đến đây thì 15 mét Bình Dương cũng xin phép khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị rất là nhiều. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ 15 mét Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.